xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 60 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc bộ thiên hạ tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc bộ thiên hạ tập 60 ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ lục nhãn kim thiền của ngụy hiên bắn ra đầu lưỡi từ ngoài trăm dặm tiến tới bao vây lấy lô thuyền dùng sức mà đè nén gần như nén lô thuyền thành hai nửa Lâu thuyền bị đầu lưỡi kéo thẳng về phía sau tốc độ còn muốn gia tăng liên tục lý tu anh kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trở nên tái nhợt lâu thuyền của nàng cho nên khi lô thuyền bị hao tổn ngay cả nàng cũng bị phản kích chấn làm cho khí huyết xuôi trào đoạn cho ta Diệp Húc chợt quát một tiếng, tế khởi thiên cơ tán. Hóa thành đại đao, hai tay của hắn cầm đao, hung hăng mà chém xuống đầu lưỡi kim thiền. Chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, với trình độ sắc bén của thiên cơ tán. Vậy mà không ngờ, không gây ra một chút thương tổn nào cho lục nhãn kim thiền cả. Song trưởng của hắn run lên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn hiểu rất rõ thiên cơ tán của mình sắc bén như thế nào. Cho dù là thân thể mạnh mẽ như hắn, cũng không dám để cho binh khí này bổ lên trên người của mình. Không thể ngờ được rằng, thêm cơ tán sắc bén như vậy, hơn nữa còn sức mạnh của bản thân mình cũng không thể làm thương tổn tới nguyên thần của Ngụy Hiên. người này quá mạnh mẽ, ta còn sao mới là đối thủ của hắn ta? đi mau! Diệp Húc không chút chậm trễ từ trong lối thuyền mà nhảy ra ngoài, chín đỉnh nhảy múa trên đầu của hắn, trong đỉnh xuất hiện từng bàn tay to nắm bắt hết thảy đám người cung ngọc nương Lý Tu Anh, đại đao trong tay của hắn phát ra những tiếng khinh khách xèo xèo hóa thành một con thuyền tự động rời khỏi xuống chân hắn chờ đám người Diệp Húc bay đi. Bọn họ vừa mới rời khỏi, sau lưng Lục Nhãn Thiểm Thử thật lớn đột nhiên xuất hiện, nó mở cái miệng rộng của mình ra cắn xuống, chỉ thấy răng sắc một tiếng, không gian dường như bị cắn thủng một lỗ. Thiểm Thử khép miệng lại, nhấc lên cơn lốc thậm chí làm tan đi cả đám mây trên không trung cách đó không xa. Lâu thuyền bị con cóc lớn này ngụm một ngụm nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt đã bị luyện hóa thành cận bã. Con cóc lớn này quanh thân toàn màu vàng, trên lưng là một đám bọc độc bao, mỗi một độc bao đều lớn nhỏ hơn chục mét, chảy ra độc dịch màu trắng. Sáu con mắt của nó mở ra mơ màng, khóe miệng lưu lại nước miếng, dường như bất luận cái gì cũng đều là đồ ăn ngon vậy. Tòa linh phủ chấn áp linh phủ phong được con cóc lớn này cõng ở trên lưng, giống như không có bất luận sức nặng nào cả. Đây chính là nguyên thần của Ngụy Hiên, Lục Nhãn Kim Thiền, đã bị hắn tu luyện thành thực chất khủng bố vô cùng. Các người đã ra khỏi phạm vi của Thánh Tông, còn muốn chạy khỏi tay ta sao Ngụy Hiên đứng trên đỉnh đầu Kim Thiền Có vẻ vô cùng bé nhỏ Bộ mặt âm trầm Tâm niệm của hắn vừa động Thiêm thư thả người nhảy lên Nhảy ra hơn 10 dặm Đầu lưỡi xẹt một tiếng cô lấy con thuyền Lục nhãn Kim Thiền tốc độ cực nhanh Không ngờ so với thiên cơ tán của Diệp Húc Còn muốn nhanh hơn Nó nhảy lên một cái Đúng là hơn 10 dặm Đám người cung ngọc nương Lý Tô Anh nhìn đầu lưỡi này xoắn tới sắc mặt trắng bệch trong lòng đã có chút hoảng sợ muốn chết Trình lệch quá lớn rồi, trình lệch quá lớn rồi. Vũ Văn Hạo hồn bay phách lạc lên tiếng mà nói. Ba cô gái khác trong lòng cũng một mảnh tuyệt vọng. Cường giả tam thần cảnh và tam đan cảnh có trình lệch giống như cả một lạch trời vậy. Đám người cô Ngọc Nương ở trước vũ sĩ bình thường thì có thể nói là một cường giả. Nhưng nếu ở trước mặt của Ngụy Hiên lại như một đám trẻ mới đi học vậy. Loại trình lệch này làm cho người ta phải tuyệt vọng, làm cho người ta hít thở không thông bất luận vu bảo gì cũng là chênh lệch tuyệt đối không có một chút tác dụng nào cả bọn họ luyện chế vu bảo cái gì mà vu bảo cấp chiến giáo trước mặt lục nhãn kim thiền này chỉ là một món đồ chơi không chịu nổi một kích đừng nói là vu bảo cho dù là nguyên đan cũng sẽ bị kim thiền một ngụm nuốt đi nháy mắt hóa thành cho bụi nguy cơ lâm đầu diệp Húc lúc này bình tĩnh dị thường hắn liều mạng thúc giục chân nguyên thôi phát quân thuyền này tới tốc độ nhanh nhất xẹt xẹt đầu lưỡi thiềm từ hạ xuống hiểm hiểm mà đảo qua trên khung trung con thuyền giống như một cây roi lớn vô cùng nó run rẩy từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua nhấc lên một trận kình phong thậm chí thổi tới làm cho thân hình của bọn họ đứng không vững đoán ánh mắt của Giới phúc chấp động một đạo hào quang màu trắng như tuyết dâng lên ngang ở trên đầu lưỡi của thiềm thử chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng lục nhãn kim thiềm đầu lưỡi không ngờ bị hào quang này cắt ngang qua chém thành hai đoạn hào quang này cũng bị chấn cho bay đi chân nguyên của diệp phúc căn bản không thể khống chế được ngược lại hắn bị lực phản chấn làm cho khí huyết bốc lên kim tinh khí sao đằng sau chuyển tới tiếng kinh ngạc của ngụy hiên thanh âm cười dài của hắn chuyển tới không nghĩ tới ngươi còn có được loại dị bảo này tuy nhiên hiện giờ nó thuộc về ta rồi đầu lưỡi bị gãy của lục nhãn kim thiềm đột nhiên hóa thành một kim thiềm khác với hình thể nhỏ hơn nuốt kim tinh khí vào trong bụng rồi lập tức bay lên dừng ở bên người của ngụy hiên nó há mồm thu lại kim tinh khí kia ra rồi lập tức lại hóa thành đầu lưỡi dung nhập vào trong miệng của kim thiềm ngụy sư huynh kim tinh khí này ngươi thay ta bảo quản đi hôm khác ta sẽ tự mình tới lấy diệp phúc kêu lên một tiếng đau đớn khống chế con thuyền với tốc độ lại càng kinh người bay đi hắn quát lên ngọc nương tú anh các ngươi còn không chịu giúp ta một tay đi Ngụy Hiên nhận lấy kim tinh khí, lục nhãn kim thiềm, hô nhảy lên, điểm nhiên mà nói. Ngày khác sao? Các ngươi còn sống được tới ngày đó hay sao? Đám người cung Ngọc Nương lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Vợ vàng đều tự mình tế khởi nguyên đan. Đan đỉnh đều vận chuyển chân nguyên, liều mạng mà nhập vào bên trong thuyền con. Tốc độ của thuyền con này nhanh hơn, âm vào một tiếng, phá vỡ trời cao. Trong giây lát đã biến mất không thấy đâu nữa. Ồ, oh, tốc độ cũng thật nhanh. Ngụy Hiên không khỏi thất thần một trận, thuyền con của Diệp Phúc tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ nguyên thần của hắn, căn bản là đuổi không kịp. Hắn trầm ngâm một lát rồi cười lạnh nói: "Tiểu tử này, bảo vật trinh người không ít, sau khi giết hắn, lên hết thảy mà thuộc về ta." "Cũng được, cho các ngươi sống tới ngày mai, ta ngược lại muốn nhìn xem tới chiến trường tận hắn này, các ngươi còn có thể trốn đi hướng nào nào." Thuyền con bỏ sang Ngụy Hiên, Diệp Phúc bộ mặt âm trầm, yên lặng mà không nói gì. Cung Ngọc Nương và Lý Thu Anh lướt nhau không dám nói lời nào. Cảnh tượng vừa rồi làm cho bọn họ thật sự sợ hãi trong lòng. Nếu không phải Diệp Phúc phản ứng đúng đúng lúc, lúc này bọn họ đã tăng thân trong bụng kim thiền, biến thành dinh dưỡng cho nguyên thần của Ngụy Hiên. Cao thủ tam thần cánh, hùng mạnh như vậy sao? Hùng mạnh tới mức không thể chống đỡ được ư? Kim tinh khí loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy. Bên trong chỗ quang đại trận có một khối kim tinh khí tu luyện thành yêu, thậm chí ngay cả cường giả tam đan cảnh, tam thần cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông cũng bị chém giết một cách dễ dàng xóa nhòa nguyên thần của đối phương lũ kim tinh khí kia của diệp phúc tuy rằng cực kỳ bé nhỏ nhưng nguyên lực lại rất mạnh ngay cả nguyên thần của ngụy hiên cũng có thể mở ra tuy nhiên đáng tiếc tu vi cảnh giới của hắn kém ngụy hiên quá xa lớn không thể đo lường được tuy rằng mở ra được đầu lưỡi của kim thiềm nhưng cũng bị lực phản chấn làm cho kim tinh khí thoát khỏi tay của hắn bị ngụy hiên thu đi hắn cùng với ngụy hiên có một loại tranh lệch không thể chống lại được Chúng ta có thể chạy thoát được cường giá tam thần cảnh như là Ngụy Hiên Đã là rất giỏi rồi Công Ngọc Nương cười nói Tiểu Diệp Sư Phú Ta cùng Ngụy Hiên kém bao nhiêu cảnh giới Người có biết không Nàng dựng thẳng ngón tay nói 72 tiểu cảnh giới 8 đại cảnh giới Ta hiện tại là Nguyên ăn Cánh Cách 3 đại cảnh giới tam thai cánh 3 đại cảnh giới tam dương cánh Còn có tam thần cánh, hư thần kỳ, nguyên thần kỳ 72 tiểu cảnh giới tương đương hiện giờ ta đi đối phó với vũ sĩ chưa tu luyện tê tam chân cánh chân nguyên kỳ thổi một hơi liền có thể thổi chết đối phương rồi lý tu anh và nàng khó có một lần ý kiến đồng nhất lên từng nói đúng vậy không sai chúng ta có thể chạy thoát được tính mệnh trong tay ngụy sư bá truyền ra ngoài tuyệt đối không có ai tin tưởng đâu uống chi diệp sư thúc còn có thể đả thương được nguyên thần ngụy hiên về điểm này cho dù là cao thủ tam nguyên thần đi chăng nữa cũng không dám khoe khoang mình có thể làm được như vậy kìa thường từ nguyên thần của hắn cũng không phải là công lao của ta diệp húc lắc lắc đầu vẫn còn chút tiếc nuối khi mất đi kim tinh khí hắn lên tiếng nói lỗ kim tinh khí này ta sớm muộn gì cũng phải đoạt lại cung ngọc nương ngọc xanh quận chúa đám người có chút không lưu tâm không để lời của hắn ở trong lòng tranh lệch thứ bảy hai tiểu cảnh giới đừng nói là ngụy hiên vận dụng nguyên thần chính là dựa vào tu vi cũng có thể áp chết được bọn họ Vũ sĩ tu luyện tới cảnh giới đằng sau mỗi một bước đều tiến rất khó khăn Diệp Phúc muốn đuổi kịp cảnh giới của Ngụy Hiên hiện giờ, ít nhất cũng phải tiêu hao, tiêu phí vài chục năm của tu nữa. Sử thúc, phía trước chính là đồng quan rồi, phụ vương của ta đang chiến thủ ở nơi đây. Trong mắt ngọc xanh quận chúa, lộ ra vẻ vui vẻ, ngạo nghễ mà cười nói. Có phụ vương ta ở đây, cho dù là Ngụy Hiên sư bá, cũng không dám làm càn đâu. Diệp Phúc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một tòa hùng quan, đứng rừng sững bên cạnh đại mạc. Từng thành xây dựng cực kỳ hùng tuấn, Tòa hùng quan này dài tới mấy trăm dặm, cứ cách một đoạn không xa lại có một tòa thành trì, có tất cả chín tòa thành lớn gắn bó thành một đường. Trong thành khí tức khủng mạnh truyền tới, quế đảo trên không trung, đừng nói là gió, cho dù là mây trắng cũng bị quấy cho tan nát. Những người này không phải là cường giả trong quân tần, là tinh anh của các môn phái ma đạo phái tới, cao thủ nhiều như cá dưới sông, đếm không xuể. Trong đó có 10 cỗ khí thế hùng mạnh nhất, gần như không chút nào kém cạnh với Ngụy Hiên, sâu không lường được rõ ràng cũng là cường giả tu luyện ra nguyên thần có nhiều cường giả như vậy ngụy hiên đích xác là không dám làm càn rồi diệp phúc nhẹ nhàng thở ra ngọc xanh quận chúa đi trước một bước hướng tới tòa thành lớn ở trung tâm bay đi diệp phúc thu lại thuyền con cùng với mọi người rất xuống bên trong tòa thành thị này nơi này là đồng quan trọng trấn chấn, chấn thủ biên cảnh phía tây của đại tần mỗi một binh sĩ đều là vu sĩ có được thực lực không kém diệp phúc đột nhiên chú ý tới một chiếc chiến xa từ trong tòa thành trì chạy ra trên chiến xa đều có tám vũ sĩ những chiến xa này ước chừng có hơn ngàn chiếc từ trong không trung ở mầm lao đi kết thành trận tiến hóa ra chân vũ kiếp sát trận sát khí long trở lở đất làm cho người ta không xét mà run sử thúc đây là mông tướng quân thao luyện binh lính diễn tập trận pháp kìa ngọc xanh quận chúa cười nói diệp phúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tám ngàn vũ sĩ khí thế cùng chân nguyên hợp lại một chỗ hòa hợp một thể trên không phía trên trận pháp từng trích huyền quy đại xà thật lớn dữ tợn và hung ác hiện ra gần như được ngưng tụ thành thực chất vậy vù 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 tám ngàn vu sĩ đột nhiên nhất thể hét lớn đứng ở trong xe tới khởi vu bảo của mình tám ngàn kiện vu bảo cùng là linh kiện vu bảo ở trong không trung tổ hợp thành một kiện bảo vật khủng bố nó chính là một đầu ác long đầu đuôi dài tới mấy ngàn mét khí thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi Tám ngàn vũ sĩ liên kết Không ngờ có được thực lực gần như nguyên thần kỳ Trận pháp của Đại Tần thật sự là khủng bố Không hổ là Đại Tần thiết kỹ Diệp Húc thấy một màn như vậy Hắn thầm nghĩ trong lòng Vị tướng quân thống lĩnh tám ngàn vũ sĩ kia Cũng là một vị cao thủ tu thành nguyên đan Hắn thao khống trận pháp không chút loạn Như cánh tay điều khiển vậy Hắn là đã huấn luyện thật lâu rồi Diệp Húc nhìn một lát trong lòng đã có hiểu rõ hơn về uy lực của thiết kỵ đại tần Quân tinh nhuệ đại tân một mình đấu thực lực không cao, nhưng nếu như liên hợp lại cùng một chỗ, chính là lực lượng kinh khủng. Nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Loại kỹ xảo trong quân này cũng không thích hợp với tăng cường sức chiến đấu của vũ sĩ. Nó không có chút tích lợi gì với việc tăng tu vi cảnh giới của vũ sĩ cả, chỉ thích hợp tác chiến với quy mô lớn thôi. Diệp sư thúc mời đi bên này. Ngọc Xanh quận chúa đi trước dẫn đường, đưa mọi người tới phủ Sương Vương, nhưng còn chưa tiếp cận, Diệp Phúc đã cảm giác được trong vương phủ có một ít khí tức khủng mạnh loại khí tức này phân loạn phức tạp hẳn là tới từ các đệ tử của các môn phái sư thúc sư tỷ vũ văn sư huynh chúng ta đi vào trong tới xương vương phủ cho dù là ngụy hiên sư bá cũng không dám làm càn đâu ngọc xanh quận chúa cười nói ồ oh, hóa ra là diệp sư thúc sao một thanh âm đột nhiên chuyển tới diệp phúc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tất vượng sơn và mộ dung thủy đang chậm rãi đi tới tòa thanh bồng lò điện trong tay của tất vượng sơn chỉ lớn nhỏ ba thức linh lung và tinh xảo hắn sắc mặt thản nhiên cười nói mấy vị thế huynh của mộ dung gia vị này là phong chủ quan tinh phong của thánh tông ta diệp phúc diệp thiếu báo bên cạnh mộ dung thủy có mấy người thanh niên thân khoác áo giáp hẳn là cao thủ trong quân tuổi tác cũng không lớn nhưng tu vi thâm hậu phần lớn đều là cường giả tam lan cảnh thậm chí có một người đã cô động ra nguyên đan trên đỉnh đầu hắn một viên nguyên đan lên xuống chìm nổi những người này và mộ dung thủy vừa cười vừa nói Nghe thấy Tất Vương Sơn giới thiệu Tất cả mọi người sắc mặt trở nên âm trầm Đều nhìn lại về phía Diệp Húc Mộ dung thủy cười lạnh lên tiếng Diệp Sư Thúc Mạng của ngươi thật đúng là dài Không ngờ còn chưa có chết đi Diệp Phúc mỉm cười nói à, Nhờ Phúc nhờ Phúc Ăn được ngủ được Hiện chất tu vi của ngươi cũng có chút tịnh tiến à Thật đáng mừng Mộ dung thủy cười khanh khách không ngừng Kêu lên mà nói Diệp thiếu báo Lần trước ở vạn của ma vực người chạy thoát được Ta hiện giờ muốn nhìn xem người trốn tới chỗ nào nào người chính là Diệp Thiếu Bảo sao Một thanh niên quân sĩ Sắc mặt xanh mét Đi về phía trước nửa bước giơ tay chỉ vào mũi Diệp Húc Điểm nhiên mà nói Đem thiết thiết chiến kỳ Và quy linh phụ ma đại trận ra đây Quỳ xuống dập đầu nhận tối Diệp Húc sắc mặt trầm xuống Trong lòng có chịu gấp đôi Kim tinh khí của hắn bị Ngụy Hiên lấy Trong lòng đã một bụng bực mình Nghe vậy liền cười nói Người là ai Ngọc xanh quận chúa Sắc mặt khẽ đổi Tiến nhanh tới trước lạnh giọng mà nói Mộ dung gia thiếu huynh Nơi này là Sương vương phủ Không phải là mộ dung gia các ngươi Diệp sư thúc là khách quý của ta mới tới Các ngươi ai dám động tới hắn Đó là đứa nghịch với Sương vương phủ ta kìa Lại một quân sĩ mộ dung gia tiến tới Che trước người của nàng Mỉm cười mà nói Quận chúa ra mặt Chúng ta hẳn là phải nhượng bộ rồi Tuy nhiên tiểu tử này cướp đi bảo vật của mộ dung gia Lại liên tiếp làm nhục đệ đệ của ta Nếu không xử trí hắn Thể diện của mộ dung gia ta để ở đâu đây Đúng vậy Không xử trí hắn Thể diện mộ dung gia trong quân để đâu Không còn chút nào nữa Một tên đệ tử mộ dung gia khác Cũng cờ lạnh lên tiếng Hãy bớt sảm ngôn đi Lão ngũ Người trước tiên bắt lấy hắn Lấy đại hình trong quân mà săn sóc đi Họ Diệp kia, người nghe cho kỹ, ta mộ dung ra mộ dung thính quân sĩ thanh niên kia trên đỉnh đầu hiện lên một khẩu đan đỉnh trong đỉnh một quả ảo đan màu đen ngạo nghễ cười nói nghe nói ngươi lên tiếp mỡ khiếp đề đệ của ta niệm tỉnh ngươi là người của thánh tông ta không có giết ngươi chỉ cần ngươi dập đầu nhận tội ta đoạn đi hai tay hai chân của ngươi tăng thân hình diệp phúc đột nhiên cao ngất thân hình gầy như khô trúc bàn tay to giống như che trời một trưởng mà đánh xuống chụp mộ dung thịnh thành thịt vụn lập tức tán đi nguyên công vô vỗ tay thẳng như nói ta hỏi tính danh ngươi không phải cho ngươi lầm bấm nhiều lời vô nghĩa như vậy mà là muốn biết ngươi chết trong tay ta tên gọi là gì dám dùng ngón tay chỉ vào mũi ta đó là tử tối dầm dầm sau khi mộ dung thịnh chết đi ngọc lâu nổ tung tất cả chất chứa trong ngọc lâu liền rơi dụng xuống đất diệp phúc tay áo vung lên thu hồi tất cả những thứ đấy hướng đám người mộ dung thủy mỉm cười lên tiếng tiểu tử này tuy rằng đắc tội với ta nhưng tội không lây sang bạn bè Ta tha cho các ngươi một máng Đều cút đi cho ta Đám người mộ dung thủy hai tay run rẩy Còn chưa phục hồi lại tinh thần Diệp Phúc ra tay quá nhanh Mộ dung thịnh lời còn chưa nói xong Đã bị hắn chụp một cái chết toi Những người khác của mộ dung gia căn bản Là chưa kịp phản ứng Không kịp nghĩ tới chuyện cứu viện Thì mộ dung thịnh đã bị hắn chụp thành thịt vụn Khốn kiếp mà Giết ngũ đệ của ta Hôm nay không chỉ đoạn tư chi của ngươi viết thải thâm cửu đương nhiên nợ máu phải trả bằng máu rồi. Mấy người mộ dung gia lửa giận ngập trời đều tự mình tới khởi vũ bảo sắt khí lạnh lạnh. Mộ dung thủy lạnh lùng mà nói. Họ diệp kia, người giết vũ ca của ta cho dù có là thiên vương lão tử có tới đây hôm nay cũng không thể nào cứu được người đâu. Thất vận sơn thở dài mà nói. Hề... Hey, diệp sư thúc quỷ xuống nhận sai thì có cái gì ngại đâu. Người nếu như quỷ xuống nhận sai Người khác nghe xong đều phải giơ ngón tay cá lên tán thưởng ngươi là một hán tử. Hiện giờ trở mặt giết người, một cái bộ dạng ma đầu, hành vi khiến người khác kinh thường vô cùng mà. Cho dù là ta cũng không đồng ý với những gì sư thúc đang làm đâu. Diệp Phúc ánh mắt dừng ở trên người của hắn, trong mắt sắt khí nảy ra, mỉm cười mà nói: Tất sư đệ, ngươi còn dám nói nhiều nữa, có tin sư thúc xử ngươi luôn không? Tất Vượng Sơn sắc mặt khẽ biến, lắc đầu cười nói: Sư thúc, những gì ngươi làm người người oán trách tuy nhiên dù sao ngươi cũng là sư thúc của ta tiểu chất sẽ không động thủ với ngươi tự nhiên có huynh đệ mộ dung gia đối phó với ngươi rồi hắn thở dài nói mộ dung thịnh thế huynh chính là thiên tướng trong quân tần người giết tướng quân tần chỉ sợ cho dù là sưng vương cũng không bảo hộ được ngươi nữa đâu lý tu anh đứng ra thẳng như nói tất sư huynh chúng ta dù sao cũng là đồng môn Người giúp người ngoài nói chuyện Chỉ sợ về sau tình lý đều không được đâu Cung Ngọc Nương cười khen khách nói Người cánh tay vặn ra bên ngoài Chẳng lẽ không sợ đau hay sao Vũ Văn Hạo điềm nhiên nói Giết tướng quân đại tần thì thế nào chứ Cái loại khốn kiếp này Dám đắc tội với Diệp Sư Thúc Muốn Sư Thúc quỷ trước hắn Còn muốn chém đứt tứ chi của Sư Thúc kìa Chính là chết chưa hết tối Mộ dùng ra các ngươi là đại thế gia Vũ Văn Gia ta cũng không yếu đâu Vũ Văn Hạo tới từ Vũ Văn Thế Gia cũng là một trong 72 thế gia, tuy nhiên xếp hạng gần cuối, thực lực so ra kém mộ dung gia, nhưng là có không ít đệ tử nhậm chức ở trong quân tần. Xẹt. Một đệ tử mộ dung gia không kìm nổi nữa, Tới khởi đan đỉnh đánh tới Diệp Phúc, hắn lạnh lùng nói: "Ít nói nhám, giết ngũ đệ của ta, thù này bất cộng đái thiên." Diệp Phúc đứng thẳng bất động, đợi đan đỉnh kia tới trước người, lúc này mới há mồm hút một cái. Chỉ thấy đan đỉnh này càng lúc càng nhỏ, vì hắn hút vào trong bụng chư thiên tập đạo vận chuyển nháy mắt luyện hóa dung nhập vào trong bản thân hắn há mồm phun một cái tên đệ tử mộ dung gia kia bị chân nguyên của hắn phun ra nện ở chân người đối phương chỉ thấy đệ tử mộ dung gia kia thân hình đột nhiên bạo mở cũng là bởi vì không có đan đỉnh thân thể hắn không thể chịu đựng được nhiều chân nguyên như vậy chân nguyên bản thân không thể chống đỡ mà nổ chiêu thức này của giới phúc có thể nói là bá đạo vô cùng một ngụm nuốt vô bào của đối phương thậm chí không hề động thủ lên giết chết một cao thủ đa đỉnh kỳ Lúc này có không hề ít vũ sĩ Phát hiện ra tình huống nơi này Đều đi ra xem xét Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều cả kinh Đây là công pháp gì Ngay cả vu bảo cũng có thể ăn sống vậy Thiếu niên này rất mánh Ta lần đầu tiên nhìn thấy vũ sĩ ăn vũ bảo Hình như là người của Hoàng tuyển Ma Tông Lần này Hoàng tuyển Ma Tông phái tới đây Không ít thiên tài đệ tử Tù vì mỗi người không kém Thật không hổ là ma đạo đại phái mà Sao? Chư thiên thập đạo ư? Ừ. tất Thất Phượng Sơn ánh mắt sáng lên Trong lòng không khỏi mừng rỡ như thầm nhủ Tiểu tử này xứng đáng chết trong tay của ta mà Không ngờ hắn tu luyện chư thiên thập đạo Lại không biết ta tu luyện u minh thập đạo đã lâu ngày Chỉ cần tế luyện được hắn thành vũ báo Ta không chỉ có thể giao hảo được với mộ dung gia Còn có thể dùng thân thể của hắn Luyện chế thành một kiện vũ báo Cực kỳ khủng bố kìa Hắn đang muốn động thủ, âm thầm tiến luyện Diệp phúc, đột nhiên chỉ nghe thấy trong xương vương phủ truyền ra một thanh âm rất nặng. Dừng tay. Thanh âm này rất uy nghiêm, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tướng quân trung niên từ Sương Vương phủ đi ra, phía sau hắn không ít vu sĩ quần áo đủ loại màu sắc, hẳn là tinh anh tới từ các môn phái. Ngọc xanh quận chúa vẻ mặt vui mừng bước tới trước, lôi kéo tay của tướng quân trung niên kia, vô cùng vui vẻ thân thiết, lữu ra lữu díu nói cái gì đó không ngừng. Vị này chính là Sương Vương sao? Diệp Phúc cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy triệu xương niên kỷ không biết là thế nào Nghĩ thấy hắn tu luyện ra tam thần cảnh Tuổi cũng không nhỏ Người này mặc sát trụ Mi tâm mở rộng Bên trong có một cái lốc xoáy Nở lên một bảo ấn cực kỳ nhỏ Diệp Phúc muốn nhìn kỹ hình dạng bảo ấn kia Chỉ thấy mi tâm của triệu xương đột nhiên khép kín Bảo ấn biến mất không thấy đâu nữa Vị này chính là Hoàng Tuyển Thanh Tông Diệp Phong Chú Quan Tinh Phong hay sao Triệu Sương nghe Ngọc Xanh Quận Chúa giới thiệu sắc mặt không khỏi biến đổi đánh giá diệp húc thấy tu vi diệp húc không cao là vũ sĩ đan đỉnh kỳ thì trong lòng kinh ngạc hắn chắp tay mà nói diệp phong chủ đa tạ một đường chiếu cố tiểu nữ mời phong chủ này mặt triệu mỗ không cần phải ra tay ở đây diệp húc lấy lễ tiết ngang hàng mà đáp lễ hắn cười nói à, không dám không dám tuy nhiên người khác nếu như đồng thủ với diệp mỗ mà nói diệp mỗ cũng không thể không để người khác ký dễ được xin dương vương thứ tội cho Triệu Sương gật đầu cao giọng mà nói Trừ vế, đều là khách nhân của Triệu Mỗ Xin để mặt Triệu Mỗ đi Trong đồng quân này mọi người hòa thuận Không nên động thủ Thanh âm của hắn vang rồi Chuyển khắp phạm vi chăm dặm Lập tức hắn liếc mắt nhìn đám người mộ dung gia Rồi thẳng như nói Mấy vị mộ dung gia các ngươi Cũng không ngoại lệ Đám người mộ dung thủy nén giận Không dám nói nhiều Triệu Sương cười ha hả nói Chư vị Chờ mỗ thiết yến tại hàn xá Khoản đãi chư vị khách quý Mong rằng mọi người nề mắt Diệp phong chủ mời Ở xương vương khách khí rồi Khách khí rồi Diệp phúc và đám người cung ngọc nương Hướng tới xương vương phủ mà đi Tất vượng sơn theo phía sau họ Sắc mặt âm tình bất định Đám người mộ dung thủy thì sắc mặt lại càng thêm khó coi Sư huynh Tiểu tử này giết hại hai vị ca ca Chẳng lẽ cứ để cho hắn cung ngạo như vậy sao Mộ dung thủy thật sự Khó có thể nhịn được xuống không kìm nổi oán hận mà lên tiếng hỏi sư đệ người cứ yên tâm tiểu tử này trốn không thoát khỏi tay ta đâu ta hiện tại sẽ tay hai vị mộ dung thiếu huynh mà báo thù tất vầng sơn ánh mắt chấp động âm thần tế khởi u minh thập đạo chỉ thấy mấy đạo quần sáng u ám hướng đỉnh đầu giật phúc mà rơi xuống quần sáng lưu chuyển theo đỉnh đầu của giật phúc chạy tới tận bàn chân tất vầng sơn cười ha hả tác ý giặt rào mà nói chư vị mời xem ta muốn giết hắn không cần tốn nhiều sức như vậy hắn còn chưa dứt lời chỉ thấy diệp phúc quay đầu lại ánh mắt dày đặc sát khí mà nhìn hắn thất phượng sơn trong lòng máy động đột nhiên thấy không ổn vội vàng tới khởi thanh đồng đại diện tòa thanh đồng bảo điện này vừa mới bay lên chỉ thấy diệp phúc quanh ra một quyền đem bảo điện này mà đánh xuyên qua nắm tay dừng ở trên người của hắn nguyên đan bị một quyền này đánh cho dập nát thân thể nổ một tiếng ầm ầm hóa thành xương máu chết tiệt lấy thực lực của ngươi cũng muốn dùng u minh thập đạo tế luyện ta sao Diệp Phúc điểm như nói, trừ thiên thập đạo của ta đã tu luyện tới thất trọng rồi, người mới tu luyện tới mấy trọng đấy. Tất Phượng Sơn bị chết cực kỳ oan uổng, lấy tu vi nguyên đan kỳ của hắn, cho dù không địch lại được Diệp Phúc, thế nhưng thấp nhất cũng có thể chống đỡ được vài hiệp. Tuy nhiên, hắn cũng một lòng muốn dùng u minh thập đạo mà tiến luyện Diệp Phúc, cho nên không có dùng toàn lực để phòng bị Diệp Phúc, bởi vậy mới bị một quyền của Diệp Phúc đánh chết một thân thực lực của hắn ngay cả ba thành còn chưa kịp phát ra đã chết vô cùng nghẹn khuất mọi người sắc mặt biến đổi ngay cả triệu xương cũng không khỏi nhức đầu hắn vừa mới nói chuyện bảo bên trong đồng quan cấm động thủ vừa mới dứt lời diệp phúc đã một quyền đánh chết một cao thủ khiến cho sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi vị sư thúc của ngọc xanh này tuy rằng chỉ có tu vi đan đỉnh kỳ nhưng thực lực lại không kém chút nào cả Thật không ngờ Ngay cả cao thủ nguyên đan kỳ Cũng có thể một quyền đánh chết được Không thể khinh thường được Hắn thầm nghĩ trong lòng Diệp Phúc một tay thu lấy Thanh đồng bảo điện của Tất Phượng Sơn Huy thay áo một cái Thu hồi hết thảy cất chứa của Tất Phượng Sơn Hắn tùy tay đem thanh đồng đại điện Cấp cho Lý Tu Anh rồi cười nói Tu Anh Lô thuyền của ngươi bị Ngụy Diên hủy mất rồi Thanh đồng đại điện này ngươi cầm mà dùng Tuy rằng vũ bảo này bị một quyền của ta đánh cho hư hỏng Thế nhưng thoáng tiếng luyện lái là có thể chữa trị Lý tu Anh trong lòng mừng rỡ Vội vàng nhận lấy không ngừng mà cảm ơn Lâu thuyền của nàng Bị nguyên thần của Ngụy Hiên Đầu lục nhãn kim thiền kia cắn nuốt Lúc này ngoại trừ một khẩu đan đỉnh ra Không còn bảo vật nào hộ thân cả Nếu tranh đấu với vũ sĩ khác tất sẽ bị bó tay bó chân Một thân thực lực phát huy ra không được sáu bảy thành Thanh đồng bảo điện này của Tất Phương Sơn Tuyệt đối không kém So với lâu thuyền của nàng còn tốt hơn mấy phần Sau khi chữa trị tuyệt đối có thể làm gia tăng thực lực của nàng Tất Phượng Sơn ngoại trừ thanh đồng bảo điện Trong không gian Ngọc Lâu còn có nhiều loại vu bảo và tài liệu Thậm chí còn có 3 điều linh mạch bậc 2 Còn mới hơn 30 điều linh mạch bậc 1 Dùng những linh mạch này để để thăng cảnh giới tu vi của mình Dìa là thiên hỗn nguyên trên kinh của ta Nhiều nhất chỉ có thể hấp thu được 6 thành linh khí linh mạch bậc 2 Còn lại đều là chọc khí cả linh mạch bậc một thì càng không thể được. Tuy nhiên, những linh mạch này cũng có thể chống đỡ cho ta tu luyện một thời gian. Diệp Húc thu hồi linh mạch lại, lập tức lấy ra vu bảo mà Tất vận Sơn cất chứa, há mồm nuốt hết xuống. Hắn làm cho mọi người đứng xem mà hết cả hồn. Trong đó có không ít người biết phương pháp tiến luyện chư thiên thập đạo này. Bọn họ hai mắt không khỏi tỏa sáng, gắt gao nhìn thẳng vào hắn, giống như nhìn một vũ bảo hình người đang di động vậy những đệ tử danh môn đại phái này thậm chí còn có không ít người là đệ tử của hoàng tuyển ma tông một đám đều dục dịch diệp húc nhận thấy ánh mắt không có hảo ý này trong lòng cười lạnh không ngừng bọn người kia chỉ cần động thủ với ta ta liền có thể danh chính ngôn thuận mà xử lý bọn chúng nuốt thiết thẻ bảo vật của họ trừ thiên thập đạo thất chóng thật là vu bảo hình người rất lợi hại mà một thanh âm chuyển tới diệp húc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy có vài vũ sĩ đang đi tới nhìn trang phục thì là đệ tử của hoàng tuyền ma tông vu sĩ áo vàng cầm đầu kia khí thế rất mạnh vượt xa cao thủ nguyên đan bình thường cung ngọc nương sắc mặt khẽ biến nhỏ giọng mà nói nguy rồi đệ tử nhất mạch tông chủ không ngờ cũng tới đây lý tu anh sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói sử thúc vu sĩ áo vàng này là nhất mạch tông chủ xếp hạng thứ 18 doãn đạo nguyên doãn sư huynh tu luyện tới tam thai cánh vũ văn hạo cũng trầm giọng nói hai người bên cánh hắn là đệ tử của thiên trụ phong cùng ta bái nhập thánh hắn nói tuy nhiên hai người bọn họ đều được sư môn coi trọng vô pháp vô bảo linh mạch cần cứ lấy bởi vậy thực lực của họ so với ta cao hơn rất nhiều hiện giờ đã tu thành nguyên đan ba người doãn nguyên đạo nhìn về phía diệp húc ánh mắt tràn đầy tham niệm tất cả đều như đang nhìn thấy một vua bảo hình người mọc ra hai chân đang chạy quanh đây vậy hơn nữa cái vua bảo này cứng rắn cứng mãnh uy lực cực đoan hùng mạnh có thể so với thân thể của nguyên thần kỳ cường giả nếu có thể tiến luyện một phen thực lực của bọn họ sẽ bạo tăng mấy lần diệp phúc thẳng như nói doãn sư điệt Ngươi không có giáo dưỡng hay sao ứng sư huynh không có dạy bảo ngươi nhìn thấy sư thúc cũng phải thi lễ trước hay sao doãn nguyên đạo sắc mặt khẽ biến cười lạnh mà nói sư thúc sao ngươi chỉ là một kiện vu bảo hình ngươi nếu không phải u minh Thập đạo của ta chỉ tu luyện tới thất trọng hiện giờ đã tiến luyện ngươi rồi Sao? Người muốn tế luyện Diệp Sư Thúc sao? Doãn Sư Huynh, ngươi còn chưa đủ tư cách này đâu. Đột nhiên, một tiếng thiết dài chuyển tới, một bóng dáng màu đen hiện ra trước sân. Yến Công Thượng tay cầm chiến kích, một đầu tóc đen tung bay, ma khí tung hoành, hào khí vạn phần, cười to mà nói. Đem Diệp Sư Thúc tế luyện thành vũ bảo hình ngươi. đương nhiên chỉ có yến mỗ mới có tư cách này thôi. Doãn Nguyên Đạo thấy hắn xuất hiện, khoái mắt run run, ánh mắt sung đầy sát khí, cười ha hả một tiếng nói yến sư đệ u minh thập đạo của ngươi cũng chỉ tu luyện tới thất trọng chỉ ngang với ta mà thôi vu bảo hình người này tới cùng thuộc về ngươi hay về ta còn không biết được yến công thượng khẽ mỉm cười không nói gì nữa tuy rằng doãn đạo nguyên nhập môn sớm hơn hắn 10 năm nhưng mà tu vi của hai người bọn họ không kém hơn nhau là mấy cả hai đều kiên kỵ lẫn nhau đều không nắm chắc xử lý đối thủ độc chiếm vu bảo hình người diệp phúc này diệp phúc chú ý tới ngoại trừ mấy người bọn họ còn không biết bao nhiêu đệ tử của hoàng tuyển ma tông đi vào đồng quan đang âm thầm mà nhìn hắn ánh mắt tất cả mọi người đều tham lam hiển nhiên tính toán tế luyện hắn thành vũ bảo Ai, sự tình lớn rồi đây diệp phúc thầm nghĩ trong lòng ta chỉ muốn dẫn động mấy tên gà mờ giết người đoạt báo thật không ngờ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy thực lực cực kỳ không kém yến công thượng và doãn đạo nguyên kia thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả ta một chút muốn giết bọn chúng khẳng định khá khó khăn đấy Tuy nhiên Hắn trong lòng hưng phấn thầm nghĩ Quyết chiến với cao thủ như vậy Đưa bọn hắn giết chết một lần Chỉ cần nghĩ thôi đều khiến ta nhiệt thiết sôi trào rồi Đúng vào lúc này Một cỗ khí tức hạo hãn đột nhiên xuất hiện Ngụy Hiên từ trên cao hạ xuống Nguyên thần của hắn lục nhãn kim thiền Họa lên một tiếng bỗng nhiên chưa vào mi tâm của hắn Hắn vừa xuất hiện Những người khác lên câm như hến Ngay cả Yến Công Thượng và Doãn Đạo Nguyên cũng không dám ngừng đầu. Ngụy Hiên nâng linh phủ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Diệp Húc, thanh âm khô khốc nói: "Diệp sư đệ, ngươi cho rằng chạy trốn tới đồng quan là ta không làm gì được ngươi sao?" Diệp Húc đối với hắn kinh kỳ vạn phần, mỉm cười mà lên tiếng: "Ngụy sư huynh, ngươi tới thật chậm, tiểu đệ chờ đây nơi này đã lâu rồi. Tuy nhiên, đồng quan chính là địa bàn của Sương Vương." Ngụy sư huynh nếu như lúc này ra tay Chính là không để mặt xương vương rồi Sương Vương, ý của ngài thế nào Vị sư thúc của Ngọc Xanh này Đúng là cho ta nhiều phiền toái Triệu Sương chỉ cảm thấy đầu mình lớn thêm vài phần Hư lại một tiếng thản như nói Các vị Các ngươi tuy rằng là đệ tử của Hoàng Tuyển Thánh Tông Nhưng đồng quan chính là địa bàn của bản vương Đồng quan này Các ngươi đều phải ăn phận một chút cho bản vương Nếu không đừng trách bản vương trở mắt Hắn chắp tay hướng Ngụy Hiên nói Ngụy Sư Huynh Bản vương từ lâu đã nghe danh của ngươi Tuy nhiên ở đồng quan có 9 phần chân vũ thất kiếp trận Mỗi một tòa triển khai cũng không kém tam thần cảnh cường giá Mong rằng ngụy Sư Huynh có thể nảy mặt ta không động thủ ở đồng quan này Ngụy Hiên sắc mặt khẽ biến ngẩng đầu nhìn Triệu Sương Điềm nhiên mà nói Hờ Sương Vương người dám uy hiếp ta sao Triệu Sương không chút yếu thế Hai người là cường giả tam thần cảnh Nếu thật sự khai chiến thế tất là long tranh hổ đấu Ngụy Hiên đột nhiên cười ha ha Nhẹ nhàng bay đi thanh âm từ xa chuyển tới Diệp sư đệ Nếu Sương Vương ra mặt cho ngươi Ta hôm nay tạm tha cho ngươi vậy Chỉ cần ngươi bước ra khỏi đồng quan một bước Ta lại lấy đầu của ngươi Sương Vương ta lại mặt ngươi Chờ đợi ba ngày Sau ba ngày nếu ngươi không trục xuất Diệp Húc ra khỏi đồng quan Ta sẽ huyết tẩy đồng quan này Tốc độ của hắn cực nhanh Bỗng nhiên bỏ chạy rời khỏi đồng quan Không biết đi hướng nào vị sư thúc của ngọc xanh này đắc tội lão vào đầu ngụy hiên thật không hiểu có đáng lợi dụng hay không đây triệu xương thở dài chắp tay nói với diệp húc diệp lão đế không phải bản vương không muốn lưu ngươi lại mà là sợ ngươi ở lại đồng quan sẽ gặp phải tai họa lớn hơn nữa kìa cha ngọc xanh quận chúa kêu lên diệp sư thúc mới lần cứu con chẳng lẽ người không thể báo đáp hắn một lần hay sao triệu xương mắt đứt tay ngơ tiếp tục nói với diệp húc xin diệp lão đệ thứ tối Đồng quan thật sự không tiện giữ người, Mời lão đệ trong vòng 3 ngày Hãy rời khỏi đi Nói tới đây hắn điểm như nói Nhưng trong vòng 3 ngày Ai dám động tới diệp lão đệ Đó là cùng ta đối địch Chiều mỗi ta nhất định chém không tha Thanh âm của hắn chuyển khắp đồng quan chính thành Khiến cho mọi người nghe thấy rõ ràng Sử thúc làm sao bây giờ Triệu Sương vừa mới đi khỏi Ngọc Xanh quận chúa liền xanh người An bài đám người Diệp Húc Ở trong phủ Sương Vương mấy người tệ tụ lại Vũ Văn Hạo nhíu mày lên tiếng nói Hiện giờ nhiều người nhìn chúng ta như hồ rình mồi như vậy Chỉ sợ chúng ta vừa ra khỏi đồng quan Liền có không biết bao nhiêu người đánh giết tới kìa Cung Ngọc Nương là người lạc quan trẻ sinh Lúc này cũng cao mày lại thở dài nói Cho dù xương vương cho chúng ta ở lại đồng quan Cũng không an toàn Mấy ngày nữa đồng quan phải tập hợp quân xâm nhập Ở Đại Mạc Đi tấn công Đại Hán Cho dù chúng ta không đi Ở lại đồng quan không có xương vương chiến thủ ở đây vẫn là bị người ta xử lý thôi kìa Lý Tu Anh thở dài Hay, Hiện giờ chúng ta đi cũng chết Mà lưu lại cũng chết Không biết phải như thế nào Mới tránh được kiếp nạn này đây Ba người lướt nhau Yên lặng không nói gì Con đường phía trước không yên ổn chút nào cả Diệp Phúc thản nhiên cười nói Những người này tính toán đối phó với ta Không quan hệ tới các ngươi chút nào cả Tới lúc đó một mình ta độc thân rời khỏi thành Các ngươi ở lại nơi này Đi theo bên người của Ngọc Xanh Quận Chúa Không ai dám làm khó dễ các ngươi cả trong mắt của hắn lộ ra sắt khí lạnh lạnh hạ giọng mà nói những người này muốn luyện chế ta thành vũ bảo sao Hừ, thật là tìm từ lộ mà ba người trầm mặc như trước đây là không có biện pháp nào nếu bọn họ đi cùng với diệp húc thì ngược lại chỉ làm lưu lệ tới diệp húc diệp húc lại lo một mình mà nói lại có vu bảo bảo vật trên cơ tán trong tay chạy trốn lại càng thêm linh hoạt hơn qua một lúc lâu sau cung ngọc nương mới cười nói sư phụ người tính khi nào thì rời khỏi đây à ta còn cần luyện chế một kiện vu bảo đợi luyện chế được cái vu bảo này rồi liền lập tức ra khỏi thành diệp húc tế khởi ngọc lâu hắn kể nói chỉ cần luyện được vu bảo này ta ra khỏi thành có nắm chắc hơn rất nhiều thậm chí ngay cả yến công thượng doãn đạo nguyên cũng không phải đối thủ của ta kìa đám người cung ngọc nương trong lòng tò mò vạn phần nhưng cũng biết họ lưu lại chỗ này chỉ làm trì hoãn thời gian tu luyện luyện bảo của diệp húc lúc này liền cáo từ rời đi trong ngọc lâu của diệp húc một hồ lô màu hồng chậm rãi bay xuống. Bên trong hồ lô, hai đạo linh khí một đen một trắng đang cắt nát không khí. Có thể còn sống rời khỏi đồng quan hay không, giết được những người kia hay không, toàn bộ dựa vào các người vậy. Diệp Húc khoát một tiếng, sau đầu hiện ra nhân bảo Kim Luân, địa bảo Kim Luân, hai đạo hắc quang giết gào chụp tới âm dương nhị khí bên trong viêm dương hồ lô. Ba ngày sau, Diệp phúc đi ra khỏi cửa phòng, rời khỏi xương vương phủ chậm rãi đi ra ngoài đồng quan việc này làm cho không ít vũ sĩ kinh ngạc đứng ở nơi cao nhìn hắn những người này trâu đầu ghé tai vào nghị luận người kia chính là phong chủ của hoàng tuyển ma tông sao trẻ tuổi quá chỉ sợ hắn còn không có tới 18 tuổi rồi không đầy 18 tuổi tu luyện tới đan đỉnh kỳ Tứ chất này cho dù ở trong hoàng tuyển ma tông cũng không thấy qua nhiều đâu vì sao trong hoàng tuyển ma tông có nhiều người chuẩn bị đối phó với hắn như vậy chứ thậm chí ngay cả yến công tử doãn công tử cũng muốn tế luyện hắn thành phu bảo kia à là hình như hắn tu luyện một môn công pháp thân thể cực kỳ đoan mảnh. thậm chí có thể so sánh với thân thể của cường giá tam thần cảnh kia chính vì vậy mới dẫn tới nhiều đệ tử ma tông nghe tin mà tới nghe nói còn có ngụy hiên đang đợi ở bên ngoài đồng quan lấy tính mạng của hắn kia không ít người thương hại nhìn về phía diệp húc mà thở dài nói có nhiều người muốn giết hắn như vậy chỉ sợ đang chờ hắn đi ra Hắn chỉ còn con đường chết Hề hey, thật sự đáng tiếc mà Diệp phúc mắt đứt tay ngơ Thắng nhìn đám người cung ngọc nương Đứng cách đó không xa Lúc này hắn vươn tay với chào bọn họ Rồi tiếp tục tiến tới phía trước Đột nhiên một bàn tay to màu đen Từ trên cao rơi xuống Rộng chừng nửa mẫu Ma khí dày đặc Mà chụp tới hắn Sao không kìm nổi Mà ra tay rồi sao Diệp phúc khóe miệng Lộ ra nụ cười lạnh Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện Chín bàn tay to màu vàng trong đấy một bàn tay to chở mình đón nhận bàn tay màu đen kia Phát ra một tiếng trầm đục Cả hai đều tan biến Mà tám bàn tay lớn khác là đánh về không trung Hướng tới giữa không gian công kích một vũ sĩ Tên vũ sĩ kia là đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông Tu luyện ra ảo đan Sắc mặt kinh hoàng Diệp Húc bàn tay lớn như may Hô một tiếng liền chụp chết hắn Dầm Trường ấn màu vàng đè nặng lên thân thể vũ sĩ này Hung hăng chụp trên mặt đất mặt đất lập tức lưu lại một trường ấn to lớn sâu chừng 10 mét. tám bàn tay lớn màu vàng của diệp phúc hóa thành nắm tay lần lượt đánh lên không trung mỗi một quyền đầu đều có diện tích nửa mẫu hung hăng mà lện xuống chỉ nghe thấy thanh âm ầm ầm bạo vang liên tục bên tai tám quyền của hắn liên tục lện xuống đánh cho cao thủ ảo đan kỳ máu thịt mơ hồ tự trạng vô cùng thê thảm thậm chí ngay cả mặt đất đồng quan cũng bị đập ra một cái hố sâu mấy chục mét diệp phúc như trước không nhanh không chậm đi tới ngay cả đầu cũng không có quay lại Đằng sau Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy Tuy nhiên một bàn tay lớn màu vàng Lại hiện ra túm lấy hết thảy những gì Mà vị đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông kia cất chứa Đưa vào trong ngọc lâu của hắn Lợi hái Thật sự là lợi hái Mọi người sắc mặt khẽ biến Có người nhỏ giọng nói Tám quyền đánh chết một cao thủ ảo đan kỳ Hơn nữa chỉ dùng vũ pháp Thực lực của hắn vượt xa thực lực của đan đỉnh kỳ Khó trách lại kiêu ngạo đến như vậy chân nguyên của hắn hóa thành tám bàn tay lớn, uy lực không sai biệt lắm gần với vu bảo cấp chấn giáo bình thường rồi. thực lực của hắn so với nguyên đan kỳ cao thủ cũng không kém chút nào đâu. hề, hey, có thể luyện thành nguyên đan đều là cự đầu cá, đặt ở trong môn phái nhỏ chính là đứng đầu một giáo. tuổi của hắn không lớn, còn có thực lực cấp giáo chủ, thực sự làm cho người ta khâm phục mà. vù vù vù. đột nhiên hai khẩu đan đỉnh hướng diệp phúc không hăng ném tới, hai đại đỉnh này đều có phạm vi trăm mét trong đỉnh đang dưỡng dục ảo đan uy lực mạnh còn trên cả vũ bảo cấp chấn giáo bình thường trong đấy một tan đỉnh trào ra sóng gió động trời giống như một đạo ngân hà đổ xuống trong trời cao rõ ràng là tam âm trọng thủy nhiều tam âm trọng thủy như vậy sức nặng tương đương với vài tòa núi lớn mà khoảng không trên đầu đại đỉnh lao ra một đạo nước lũ màu vàng óng nước lũ này cũng được tạo thành từ kim sa tên là hàng sa mỗi một viên hàng sa đều nặng trăm cân so với tam âm trọng thủy cũng không kém chút nào Hai đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông ra tay kia So với người nọ Thực lực còn muốn mạnh hơn không ít Một ngân hà, một sa hà Đều là trọng bảo cấp chấn giáo So với bảo vật bình thường Chất lượng cao hơn không biết bao nhiêu lần Hai người liên kết lại Uy thế ngập trời Diệp Phúc như trước chưa từng xoay người Đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một khẩu đại đỉnh Truyền tới dẫn lực thật lớn Nó đem tam âm trọng thủy Và hàng sa kim sa trong hai khẩu đại đỉnh kia Thu hết thẻ vào trong đỉnh luyện hóa thành cặn bã ngay tại chỗ. Thậm chí, ngay cả ảo đan trong đỉnh cũng bị luyện hóa, làm cho tu vi của hai gã cao thủ ảo đan kỳ đánh lén giật phúc kia bị phế không còn. Khẩu thiên đỉnh sau khi luyện hóa tu vi của hai người đánh lén kia, chẹt một tiếng bay lên, tạo thành cái lồng sông xuống phía dưới, hút lấy hai vũ sĩ vào trong đỉnh. Hai người này phát ra tiếng hét thảm thiết, chỉ nghe thấy trong đỉnh truyền tới tiếng ngọc lâu bùng nổ. Hai tiếng ầm ầm vang lên tiếp, không biết bao nhiêu tài liệu và linh mạch bay lên, rơi vào bên trong ngọc lâu của Diệp Húc. Lại chết thay cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông rồi. Hai người này thực lực không hề đơn giản, chính là đệ tử Thiên Trụ Phong đi theo bên người Doãn Đạo Nguyên. Bọn họ từng đi theo Doãn Đạo Nguyên xâm nhập Và sâu bên trong đại mạc, có không biết bao nhiêu cao thủ chính đáo chết trong tay bọn họ. Không ngờ lúc này liên hợp lại cũng không thể địch lại một thiếu niên thân tử đạo tiêu. Hey, hai người bọn họ ra tay đánh lén phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông khẳng định là được doãn đạo nguyên bảy mưu tính kế rồi Lúc này hai người đã chết Chỉ sợ Doãn Đạo Nguyên cũng đứng ngồi không yên đâu Doãn Đạo Nguyên khẳng định Là sẽ ra tay không tha hắn Đi ra khỏi đồng quan đâu Nếu không hắn chết trong tay của Ngụy Hiên Doãn Đạo Nguyên cũng không được bất luận chỗ tốt nào cả Diệp Húc đi ra khỏi đồng quan Chỉ thấy Doãn Đạo Nguyên Một thân hoàng bào Đứng ở trước cửa đồng quan Ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn hắn Diệp thiếu báo Người tu luyện tâm pháp Luyện chế vu báo không phải là chính thống của hoàng tuyển ma tông ta Gián đạo nguyên nhìn kiều đỉnh trên đỉnh đầu của Diệp Phúc trầm giọng mà nói Kiều đỉnh vu hoàng quyết luyện chế kiều đỉnh Đại chu tiên tinh đấu cấm điển luyện chế tinh đấu trận đồ Trong cơ thể còn có không biết bao nhiêu là kiện tinh phiên Những thứ này đều là tuyệt học của môn phái khác Thân là người đứng đầu một phong Ngươi không ngờ lại đi học tâm pháp của môn phái khác như vậy Luyện chế vu bảo khắc môn phái Diệp thiếu báo Ta hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi là gian tế của môn phái khác kìa sát khí của hắn lạnh 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 lùng mà nhìn diệp húc trước tiên chụp mũ gian tế cho diệp húc yến công thượng chậm rãi đi tới một thân hắc bào mỉm cười mà nói doãn sư huynh ngươi còn nhìn thiếu mấy thứ kìa diệp sư thúc không chỉ có được kiều đỉnh vũ hoàng quyết và đại chu tiên tinh đấu cấm điện thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng chân nguyên màu vàng óng ánh rõ ràng là dùng kiểu chuyển nguyên công rèn luyện thân thể luyện thành hỗn nguyên kim thân doãn đạo nguyên sắc mặt kẽ biến nhìn về phía diệp húc hỗn nguyên kim thân của tiểu quang minh thánh địa sao đích thực là thân thể rất mạnh mẽ nhưng loại thân thể này cũng không phải đối thủ của ta trong đại mạc tây hoang ta đã giết một tên đệ tử tiểu quang minh thánh địa rồi cũng là cao thủ luyện ra hỗn nguyên kim thân thậm chí lấy được tâm pháp này trong tay của hắn ta kìa hắn cười lạnh nói tu luyện tâm pháp này cực kỳ hao phí chân nguyên chỉ hoãn tiến cảnh tu vi của bản thân mất nhiều hơn được yến công thượng nhìn về phía diệp phúc mỉm cười nói Diệp sư thúc, Ngươi ngoại trừ kiểu chuyển nguyên công, còn tu luyện chư thiên thập đạo, Đề môn tế luyện thuật này tu luyện tới thất trọng, chỉ có cao thủ tu luyện u minh thập đạo tám trọng trở nên mới có thể gạt đi thần trí của ngươi, mà tế luyện ngươi trở thành vua báo. U minh thập đạo rất khó tu luyện, cho dù là hoàng tuyển thánh tông ta có thể tu luyện u minh thập đạo tới tám trọng, số lượng cũng không nhiều lắm đâu. Nói vậy đây là căn nguyên mà sư thúc không cần phải lo lắng hay sao? Hắn thở dài, tiếp tục nói Đáng tiếc Trong bản môn có đủ thiên tài Mà Yên Mỗ chính là thiên tài đấy Trong ba ngày ngắn ngủi Ta đã tu luyện U Minh Thập Đạo t 8 trọng Đủ để có thể gạt bỏ đi thần trí của sư thúc Tế luyện thành báo Nói tới đây Đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra Tám đạo quần sáng Từng đạo lưu chuyển U ám hôn hoặc Đây rõ ràng là U Minh Thập Đạo 8 trọng Hắn quay đầu nhìn lại Doãn Đạo Nguyên mỉm cười mà nói Doãn Sư Huynh Ngươi còn muốn tranh cùng ta sao Doãn Đạo Nguyên cười ha hả, đỉnh đầu cũng hiện ra tám đạo quần sáng, ngạo nghễ mà nói: "Môn hạ của tông chủ, người nào lại tài trí bình thường chứ? Yến sư đệ, ngươi có thể tu luyện U Minh thập đạo tới tám trọng, vì sao ta lại không thể đấy?" Hai người khoảng cách không xa, phòng bị lẫn nhau, tuy rằng ngăn trở đừng đi của Diệp Phúc, lại không ai muốn ra tay trước. Nếu trong thời gian ngắn bọn họ không thể bắt được Diệp Phúc thì khẳng định sẽ lọt vào đánh lén của người kia. Hai người bọn họ sở dĩ không để Diệp Phúc rời khỏi cũng là lo lắng Diệp Phúc chỉ cần vừa rời khỏi sẽ bị Ngụy Hiên xử lý Do đó sẽ không thể thu được cái vu bảo hình người vô cùng lợi hại này Đột nhiên lại có một thanh âm chuyển tới Hai vị sư huynh của Hoàng Tuyển Thánh Tông Nếu hai vị có thể đem người này tặng lại cho ta Mộ dung ra trên dưới đều nhận một ân tình của hai vị Diệp Phúc theo tính như lại Chỉ thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào đồng quan Người này mặc sắp trụ, áo sắp ngân khôi Tướng mạo uy nghiêm, không giận mà uy Mộ Dung Thủy đi theo sau hắn, cung kính vô cùng. Hiển nhiên người này là các thủ thế hệ trước của Mộ Dung gia, bối phận cao hơn đám người Mộ Dung Thủy. Đông Hoàng Mục dưới trướng Mộ Dung Sơn sao? Doãn Lạc Nguyên sắc mặt khẽ biến. Mộ Dung Sơn chính là cao thủ thành danh đã lâu của Mộ Dung gia, sớm tiến vào tam thay cảnh, hiện giờ tạm giữ chức dưới trướng của Đông Hoàng Mục, đại tướng trấn thủ gia dự quan. Họ giấy ấp, sơn thúc của ta đã tới, còn không mau quỳ xuống xin chết đi. Mộ Dung Thủy tiến lên một bước kêu lên Còn mẹ ngươi chỉ biết về nhà kêu người lớn thế sao Diệp Phúc khẽ mỉm cười đột nhiên mà nói Doãn Đạo Nguyên, Yến Công Thượng, Mộ Dung Sơn Ba người các ngươi không cần cãi nhau Cùng lên cả đi Mọi người ngẩn ngơ Lộ ra thần sắc không thể tin nổi Yến Công Thượng thất thanh cười lớn Người nói cái gì vậy Doãn Đạo Nguyên cũng cười nói Ta không có nghe thấy Ngươi lặp lại lần nữa xem Mộ Dung Sơn cũng không khỏi lộ ra vẻ tức giận, cười lạnh không nói gì. Diệp Phúc nhẹ nhàng cười nói: "Ta nói, ba tên cặn bã các ngươi, cùng tiến lên cả đi. Ta không có thời gian nhiều, một lần giải quyết bọn ngươi, tránh phiền toái." Diệp Thiếu Báo, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự là cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta sao? Doãn Đạo Nguyên sắc mặt âm u lạnh lẽo, lên tiếng nói. Mộ Dung Sơn cũng thản nhiên nói: "Mộ Dung gia ta không có thói quen liên thủ với người khác." Yến công thượng cười ha ha Cầm chiến kích trong tay khí phách mút trời Chỉ vào Diệp Húc ở xa xa cười nói Ta đã cho rằng ta cuồng vọng Không ngờ còn có người cuồng vọng hơn cả ta kìa Được, được Diệp phong chú của quan tinh phong Chỉ bằng những lời này của ngươi Ta không đem ngươi luyện thành vũ báo Mà là một kích đánh chết ngươi Không làm nhục thân thể của ngươi Hắn tiến nhanh tới Một tay cầm kích giống như một đầu hùng sư Thân hình vừa động Động tác như thiên địa Đè xéo về phía Diệp Húc Sư tử vô thó cũng dùng toàn lực Diệp thiếu báo Tuy rằng thực lực của ngươi không bằng ta Nhưng gia thủ cùng ngươi Ta cũng sẽ hoàn toàn mà thi triển toàn lực ra Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta Ta liền xoay người bước đi Thả cho ngươi một con đường sống kìa Khí thế của hắn Long trời lở đất Khí tràng phát ra Không giận thậm chí có dị tượng vặn vẹo Chỉ thấy từng lớp phòng ốc bị khí thế của hắn Làm cho vặn vẹo Âm âm mà sụp xuống dưới Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 60 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Mà nhân tiện là Khánh Duy cũng xin thông báo một chút Là hôm nay là ngày 16 rồi à, Khánh Duy thông báo ở cuối video này Và sẽ đầu video tiếp theo Khánh Duy sẽ thông báo tiếp Hôm nay là ngày 16 Thì như lịch thì 17, 18, 19 Thì là ba ngày quan trọng của Khánh Duy Thì mình có chính thức là dọn đồ của một người nữa về trong nhà ở đại loại là lấy vợ <laughs> có khả năng là không ra được chuyện ba ngày đấy thì sau ba ngày đấy thì mình sẽ quay lại mốc như trước kia được thời gian vừa qua cũng hơi chảnh màng vì xây nhà lấy vợ thì các bạn biết rồi đấy rất là bận mình cũng chảnh mạng cũng rất là ngại nhưng sau thì mình sẽ sẽ bù lại cho các mọi người sau thì uh, chương trình là như thế ngày mai mình sẽ cố gắng gắng ra một tập ngày 17 cố gắng ra một tập buổi sáng còn không biết có, có kịp không vì chưa mai bắt đầu ấy rồi thật là cứ mà sáng mai cứ cố ra một tập cũng được còn không ra được thì mọi người thông cảm 17, 18, 19 nhé mọi người ai ở gần thì có thể đến chơi với Khánh Duy Xin chào và hẹn gặp lại mọi người